Xin chào, lại là bạn thân của bạn đây. Và nếu như bạn chưa từng xem video trên kênh của mình á, thì cảm ơn bạn đã bấm vào xem video này. Còn nếu bạn đã từng xem video trên kênh của mình thì cảm ơn bạn đã xem video này. Dạo gần đây thì tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng, cho nên là mình thấy một trong những cái cách để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cho cộng đồng chính là ở nhà chơi. Mà ở nhà thì có rất là nhiều thú chơi, và một trong những thú chơi đó chính là ngồi ngắm hồ cá. Nope. Cho nên video ngày hôm nay của mình sẽ là về cái hồ cá của mình, rất là đơn giản thôi. Video này mình sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên mình sẽ kể toàn bộ lại câu chuyện làm sao mà mình có được cái hồ cá này, và làm sao mình bưng được cái hồ cá này đi qua được bức tường lửa mang tên là vợ mình, mang tên là Giang. Và trong phần thứ hai của cái vlog này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức cực kỳ cơ bản của một đứa mới bắt đầu như mình, về cách là làm sao để set up được một cái hồ cá với một cái mức giá khá là sinh viên, khá là nhẹ nhàng với túi tiền của tụi mình thôi. Mình nhớ lại một lần cách đây khoảng nửa năm, cũng có một lần mình đã từng nghĩ đến việc là sẽ có một cái hồ cá trong nhà. Lúc đó thì mình chưa biết gì về thủy sinh hết, mình chỉ thấy có cái hồ cá thì sẽ vui vậy thôi. Thì mình mới đánh tiếng, mình hỏi vợ mình là: em ơi, bây giờ có cái hồ cá thì sao? Cái vợ mình nói: anh à, nhà mình chưa có đủ những cái loại động vật để nuôi hay sao, anh còn muốn thêm một con cá nữa. Và chưa có tính cái chuyện là con Huy nè, con Hoàng nè, con Tuyết, con Sung, bốn con nó bu được cái hồ cá, nó xử với con cá của anh. Thứ hai là cái việc chăm sóc một cái hồ cá, liệu là anh có đủ cái sự kiên nhẫn để chăm sóc hàng ngày không, hay là anh mua về cái anh vứt đó. Mình nghe vợ mình nói đến đó là mình biết là cái câu chuyện hồ cá nó khó rồi đó. Nếu như mà mấy cái con chó, con mèo trong nhà của mình á, đó, vậy nè, cái nó biết bơi, cái nó chui vào một cái hồ kính, cái nó bơi qua bơi lại cho mình ngắm, thì mình sẽ không cần đặt tên nó là Hoàng hay là Huy hay là Sung hay là Tuyết. Mình chỉ cần đặt tên mặc định của nó là cá mập. Bốn con cá mập. Xong rồi bốn con cá mập này đẻ trứng, ấp trứng, xong rồi sinh sản ra một bầy cá mập con. Như vậy phải vui không? Nhưng mà không, cái chuyện đó chỉ là trong tưởng tượng của mình thôi. Cho nên mình rất là buồn bởi vì sự vô dụng của con Hoàng này. Cho nên là để mà thuyết phục được vợ mình để mình mang được cái hồ cá vào trong nhà á, là cái chuyện mà mình đã không làm. Mà cái việc mà mình làm á là mình chạm trước xong rồi báo sau, có nghĩa là mình mua trước xong rồi vợ mình về thì mọi sự đã rồi. Câu chuyện là vậy. Còn câu chuyện mà chi tiết hơn á là vào một buổi tối vợ mình đi công tác, vợ mình đi Hà Nội, thì mình ngủ ở nhà một mình đang buồn, thì mình buồn mình không biết làm gì, cái mình gọi người bạn của mình tên là Huy. Huy qua nhà mình. Huy là ba nuôi của con mèo tên là May, con mèo nhỏ xíu mà tụi mình đã từng nhặt được. Huy là hai, Huy là bạn của bọn mình, các bạn có thể nhận ra qua video đám cưới, tại vì nó chính là thằng MC đám cưới đó. Đó thì em này em sẽ ở nhà mình trong khoảng hơn một tháng nữa, thì khi nào mà cứng cáp rồi, vững vàng rồi thì là sẽ sang nhà anh Huy ở nhá. Thì mình và Huy ngồi chơi với nhau, ngồi xem phim với ăn tối. Ăn xong rồi không biết gì làm, cái mình mới ngồi lướt Facebook. Khi mà mình xem Facebook thì mình mới thấy có cái hồ cá như thế này, một cái quảng cáo hay là một ai đó post cái hồ cá của người ta lên. Thế là mình mới bấm vào xem. Mình càng bấm, mình càng xem thì mình lại càng thấy, tưởng tượng ra là mình, nếu mà mình có một cái hồ cá thì như thế nào nhỉ. Và mình quay qua mình hỏi Huy, lúc này đã trở thành đồng phạm số 1. Đồng phạm số 1 mới nói với mình là: cái hồ cá này á, trên công ty của em rất là nhiều, cho nên nếu mình muốn thì mình có thể đi chung với Huy vào thăm văn phòng và tham quan một cái tour những cái hồ cá của đồng nghiệp của Huy. Thế là mình ham vui và mình bị đồng phạm số 1 dụ dỗ. Thế là ngay sáng ngày hôm sau, sáng thứ bảy, Huy thì lên văn phòng làm việc, còn mình thì cũng lên văn phòng nhưng mình không làm việc, mà mình đi vòng vòng mình coi những cái hồ cá. Và rất là tình cờ thì những cái người đồng nghiệp của Huy mà có những cái hồ cá, hôm đó người ta cũng đi làm. Và những cái người đó thấy mình rất là thích cái hồ cá, cho nên bắt đầu chỉ cho mình là mua đồ ở đâu, làm gì, cái hồ này là sao. Thì mình mới bắt đầu hiểu là cái hồ này là một cái hồ thủy sinh. Khác nhau á, là cái hồ cá bình thường thì người ta cho cá vào trong với nước với một vài cọng rêu, vậy là cá có thể sống được rồi. Nhưng mà đối với hồ thủy sinh thì mọi người sẽ cố gắng tạo nên một cái hệ sinh thái giống như là ngoài tự nhiên thật. Có nghĩa là sẽ có đất nè, xong rồi có cây nè, có ánh sáng nè, có khí CO2 nè, có phân nền nè, có cá, có tép và những cái loài sống ở trong nước. Vậy là mình quyết định lên đường theo sự chỉ dẫn của một anh đồng nghiệp của Huy. Thật ra là mình đã muốn cái bể cá từ lâu rồi. Huy ở đây là nằm trong kế hoạch của mình. Tại vì trưa ngày hôm đó vợ mình sẽ đi làm về, và mình sẽ tìm cách để mình và thằng Huy, hai thằng đang ngồi lúi húi làm cái hồ cá, thì vợ mình về đúng lúc đó. Khi mà về nhà, cái hồ cá đã ở đó rồi, chuyện đã rồi. Đó chính là cái kế hoạch của mình. Chào, chào. Vô, vô. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi,
Đi vô. Ra đây, ra đây. Cửa này. Em hãy nói với chị là em không phải là người dùng. Ông mua cái này đi. Em hãy nói với chị một câu đi. I'm not. I'm not. Nó là động phạm. Em chỉ là động phạm thôi. Đốn tiền quá. Rẻ. Rẻ lắm, rẻ lắm. Cái này con béo kia nó nhảy lên đây, nó khều xong con phát thì bao nhiêu cá tôm trong này chết hết chứ còn gì nữa. Anh để trên văn phòng, hoặc là anh để trên văn phòng, có gì đâu. No. Return. Mua cái này ở đâu? Quá trễ rồi. Mấy trăm nghìn nè. Mấy trăm ngàn à, rẻ lắm. Đẹp. Đẹp. Dữ, dữ. 12 seconds later. Wow. Em cảm thấy ngạc nhiên đấy. Ừ, ăn cho con này là con sung nhá. Ừ. Và câu chuyện cổ tích về cái hồ cá kết thúc ở đây. Anh bạn thân và cái hồ cá sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Chào mừng các bạn đến với thế giới của hồ thủy sinh. Trong phần 2 của video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức rất rất là cơ bản mà mình có được sau hơn 1 tháng bắt đầu với cái hồ thủy sinh của mình. Đối với những người mà mới bắt đầu giống như mình á, thì cái việc đầu tiên bạn cần quan tâm đó chính là cái nơi bạn sẽ đặt cái hồ này. Có thể đó là một cái khoảng không gian ở trong phòng khách của bạn, hoặc nó cũng có thể là trên bàn làm việc giống như mình. Từ đó thì các bạn có thể quyết định được cái kích cỡ cũng như là hình dạng của cái hồ mà các bạn mong muốn. Theo mình thì các bạn nên chọn loại hồ có sử dụng kính siêu trong, bởi vì giá thành cũng không đắt hơn là bao nhiêu. Nhưng loại kính siêu trong này sẽ giúp cho bạn quan sát những gì ở bên trong hồ một cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Phần tiếp theo chúng ta cần quan tâm đó chính là lớp phân nền. Lớp nền này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho các loại thực vật ở bên trong hồ. Đối với người mới bắt đầu thì mình thấy rất là hợp lý khi các bạn sử dụng nền công nghiệp. Mình có 3 gợi ý dành cho bạn với mức giá từ thấp đến cao. Đó là phân nền thủy mộc của Việt Nam, phân nền gạch xanh và phân nền của ADA Nhật Bản. Bây giờ đến cái đoạn mà mình thấy là vui nhất. Đây là lúc mà bạn sử dụng toàn bộ sự sáng tạo cũng như là trí tưởng tượng của mình để sắp xếp các loài sinh thực vật và những cái vật dụng trang trí đến từ tự nhiên, ví dụ như gỗ lũa, sỏi, đá, cát và bất cứ thứ gì mà bạn cảm thấy là nó hợp lý cho cái hồ của mình. Các bạn nên tìm hiểu về cái tập tính sống của các loài trong hồ để tránh xảy ra chiến tranh. Đối với mình thì loài cá neon này không tấn công tép lớn, nhưng nó sẽ ăn những con tép con mới mở. Và điều đó thì hoàn toàn là không tốt, và mình sẽ phải rút kinh nghiệm bằng cách là tặng lại những con cá neon này cho một người bạn khác. Khi bạn mới bắt đầu thì nên chọn những loại cây dễ trồng và dễ chăm sóc. Mình gợi ý là bạn nên tham khảo những loại cây cắt cắm. Những cây này rất dễ sống và giá thành thì rất rẻ. Chỉ khoảng 20 ngàn một chậu là bạn cắm mỏi tay luôn. Sau này, khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể tham khảo những cái dòng cây đắt tiền hơn, ví dụ như là bú xếp hay là rẫy Thái Lan chẳng hạn. Tiếp theo là hai thiết bị không thể nào thiếu cho hồ thủy sinh, đó chính là đèn và bộ lọc nước. Ánh sáng của đèn giúp cho cây khoan hợp, tiêu thụ khí CO2 và thải ra khí oxy trong hồ. Đối với cái hồ nhỏ như hồ của mình thì mình chỉ cần một cái đèn LED kẹp vào thành hồ như vậy đã là rất là đủ rồi. Bạn nên lưu ý là chúng ta đang tạo nên giả lập môi trường ngày và đêm như trong tự nhiên, cho nên là một ngày cây cần được chiếu sáng ít nhất là 8 tiếng. Các bạn nên lưu ý tinh chỉnh cường độ đèn thích hợp, bởi vì nếu quá nhiều đèn thì cũng sẽ bùng phát rêu hại cho hồ của mình. Đối với lọc nước thì có hai loại lọc rất là phổ biến, đó là lọc thùng và lọc thác. Hồ của mình là hồ nhỏ cho nên mình chỉ cần một cái lọc thác là đủ rồi.
Lọc nước có hai tác dụng chính. Thứ nhất là loại bỏ đi những chất cặn bẩn, cũng như là những hóa chất và kim loại nặng có hại ở trong nước. Thứ hai là tạo ra dòng chảy, cung cấp thêm oxy vào trong nước và khiến cho nước của mình không phải là một vũng nước tù động như trong tự nhiên. Các bạn nên lưu ý là trước khi mình thả cá tép thì bạn cần phải châm vi sinh và để cho hồ hoạt động trong vòng khoảng ít nhất 4-5 ngày. Trong thời gian này, vi sinh sẽ sinh sôi nảy nở và bám vào những cái vật liệu trang trí cũng như là vật liệu lọc để tạo nên môi trường nước giống như là trong tự nhiên. Đối với nhiều loại cây thủy sinh thì việc yêu cầu CO2 hòa tan nhiều trong nước là một việc rất cần thiết để cây phát triển nhanh, mạnh và khỏe. Lúc này, đa số người chơi hồ thủy sinh sẽ sử dụng một cái lọc sủi CO2 vào trong hồ. Tuy nhiên, do mình chưa đầu tư những loại cây khó trồng đến mức đó, cho nên hiện tại thì mình chỉ châm thêm CO2 lỏng vào trong hồ thôi. Ngoài ra, còn rất nhiều phụ kiện cần thiết. Đây là một cái dụng cụ để mình ngăn không cho tép con bị cuốn vào bộ lọc. Hay là cái nhiệt kế ở đây để mình theo dõi nhiệt độ trong nước. Và đây là bộ kiểm tra nồng độ pH. Về thức ăn của tép cảnh và cá thì có rất là nhiều loại trên thị trường. Ở đây thì mình cho cả tép và cả cá ăn cùng một loại thức ăn dành cho tép. Và đó là toàn bộ những cái thành phần và những cái thiết bị mà mình đã sử dụng để mình tạo nên cái hồ thủy sinh này của mình. Vậy là mình đã đi qua cái câu chuyện về cái hồ cá của mình. Hy vọng là nó có thể giúp ích được cho bạn và hy vọng là mình sẽ được thấy những cái sản phẩm của các bạn sau khi xem được cái video này. Mình hy vọng là các bạn sẽ gửi cho mình những cái hình ảnh và cái hồ đó ở trên những cái trang cá nhân của mình như là Instagram hay là Facebook để mình có thể được xem ké, và như vậy là mình rất là vui rồi. Video này sẽ kết thúc ở đây thôi và mình hy vọng là các bạn thích nó. Mình sẽ gặp lại các bạn sớm thôi vào tuần sau. Còn bây giờ thì chào các bạn. Bye bye.